Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ca xăm màu da che sẹo các bạn nhé. Ở đây thì có một cái khách này ở tận trong miền trong, cũng khá là xa. Mình hôm nay sẽ làm cái vết sẹo như này. Sẹo này của anh này thì là một dạng sẹo kiểu viêm da cơ địa. Thì anh này cũng đã chữa rất là nhiều, sau đó là dùng các biện pháp mổ với các thứ cho nên là bị sẹo rất là to. Và để giải quyết được các vấn đề về sẹo như này thì bên mình đã sử dụng phương pháp xăm màu da. Anh ấy cũng biết mình khá là lâu rồi, sau đó là bắt đầu mới qua. Thì ở đây vết sẹo như này thì mình đã tạo tông màu da này nó khá là lâu các bạn nhé. Nó rơi vào tầm độ 2-3 tiếng để tạo tông màu da. Chính vì thế cũng là khá là mất nhiều thời gian về màu da. Ngay bây giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Về màu da, về cơ bản khi mà tạo tông màu da này thì nó phải rơi vào tầm độ phải đạt được tiêu chí, bây giờ tầm độ trên 90% rồi. Đấy, thì khi mà mình xăm màu da vào thì nó sẽ đạt được kết quả nó tốt nhất. Đấy, cho nên là khi mà các bạn tạo tông màu da mà nó không giống thì hoặc là tạo một cách nó qua loa thôi thì nó sẽ rất là xấu. Các bạn xăm vào nó sẽ không giống như các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây. Ở cái khu vực ở cằm này thì nó có hai cái điểm yếu. Thứ nhất là cái chỗ này bị lõm này. Cái thứ hai nữa là nó có râu. Đấy. Chính vì thế cho nên là ở cái vùng này khi mà mình xăm màu da vào thì nó sẽ đạt được kết quả xăm màu da là tốt nhất. Đấy. Còn về cái vấn đề mà thiếu râu như này thì các bạn hoàn toàn có thể bổ sung râu. Ví dụ sau tầm 2 tháng thì bạn có thể là đến đây xăm râu cũng được, xăm thêm chân râu. Thì ở đây là có vết thứ hai, cái vấn đề thứ hai nữa là điểm yếu, thứ hai là điểm yếu hơi lõm các bạn nhé. Bởi vì khi mà mình xăm màu da này thì mình chỉ đảm bảo kết quả về xăm màu da nó đạt được kết quả rơi vào cao nhất có thể. Và khi mà xăm màu da này thì mình sẽ làm cho nó giống tông màu da nhất, bây giờ tầm độ 90-95% các bạn nhé. Đấy. Còn vết lõm thì mình sẽ không can thiệp vết lõm. Tuy nhiên thì bên mình cũng có một cái dạng là thuốc tế bào gốc, nó giúp cho cái khu vực lõm này nó cải thiện được rất là nhiều. Nhưng mà về cơ bản thì mình cũng sẽ không đảm bảo về các vấn đề về lõm, bởi vì mình đang tập trung vào vấn đề là vấn đề xăm màu da các bạn nhé. Ok, như các bạn đã nhìn thấy rồi, cái kết quả khá là ok như các bạn vừa nhìn vừa xong. Và ngay bây giờ mình sẽ tập trung vào xăm đi các bạn nhé. Với tất cả các cái trường hợp xăm màu da ấy, thì các bạn không nên dùng tê các bạn nhé. Bởi vì khi mà dùng tê thì nó sẽ có chất lidocaine trong tê và nó làm cho cái màu nó bị giảm đi. Chính vì thế cho nên là mình ưu tiên là sẽ không dùng tê. Thực ra là nó cũng không đau lắm đâu, bởi vì là khi mà các bạn xăm màu da này thì nó chỉ kéo dài rơi tầm độ 15-20 phút cho một bên như này. Đấy. Cho nên là nó cũng không quá đau, cho nên là các bạn có thể là không dùng tê thì rất là ok thôi. Ngay bây giờ mình sẽ làm cho bạn xem luôn nhé. Về cái xăm màu da này thì khi mà các bạn làm xong thì các bạn cần phải kiêng thịt bò, rau muống, hải sản và các chất tẩy rửa. Và các bạn cần phải kiêng ánh nắng trực tiếp nhé. Khi mà các bạn ra ánh nắng thì các bạn tốt nhất là các bạn nên dùng cái khẩu trang này hoặc là những cái áo chống nắng thứ vào để che được cái khu vực này. Đấy. Để làm sao nó không bị dính ánh nắng trực tiếp. Thì trong vòng tầm có 2 tháng thì sau 2 tháng rồi các bạn có thể thoải mái hơn. Bởi vì khi mà màu này nó mà chưa ổn chẳng hạn thì các bạn đã nó chưa được ổn định mà các bạn ra nắng thì nó sẽ bị sinh ra một vấn đề, đó là vấn đề cháy màu. Ok, như vậy là mình đã làm xong ca xăm màu da che vết sẹo rồi các bạn nhé. Như các bạn có thể nhìn thấy đây thì nó đã bắt đầu lên màu này. Đấy, và khi mà vừa mới làm xong thì tất nhiên nước mô sẽ ra tương đối là nhiều. Chính vì thế cho nên là để mà ổn định được màu thì nó sẽ cần tầm độ 2 tháng. Và để mà nó bong vẩy được thì nó rơi vào tầm độ 10-15 ngày. Và để mà nó cần kiêng những cái gì thì các bạn cần phải kiêng thịt bò, rau muống, hải sản thì trong vòng rơi vào tầm độ 10-15 ngày các bạn nhé. Và ánh nắng trực tiếp là một trong những thứ mà các bạn cần phải rất phải quan tâm và chú ý đến vấn đề này nhé. Sau khi tầm độ 2 tháng thì các bạn mới có thể đến kiểm tra và dặm lại được. Thì thường thường da ấy thì tất cả các xăm màu da thì nó đều làm phát nào đều ok ngay. Nhưng mà trong trường hợp mà bị mờ hoặc là do tắm rửa hoặc là trong lúc sinh hoạt nó mất màu chẳng hạn thì các bạn vẫn phải 2 tháng thì qua mới dặm lại được. Thì hiện tại bên mình đang hoạt động về xăm hình phun xăm thẩm mỹ, xóa xăm không sẹo, đào tạo học viên các bạn nhé.
Các bạn có câu hỏi nào trả lời ở phía dưới thì các bạn hãy comment ở bên dưới để chúng tôi có thể trả lời cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại.